Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay chia sẻ đến các bác mọi miền Tổ quốc, đó là một cái bộ giải mã hay gọi là đầu giải mã đấy ạ. Vâng, đầu giải mã thời đại công nghệ nhạc số 4.0. Vâng, thì bên em cũng về rất là nhiều, thì em chỉ lấy một đôi ra đây để bên em giới thiệu đến các bác chi tiết, vì bày nhiều ra cũng không quay được vì nó rất là nhỏ và em còn phải quay cận cảnh. Vâng, thì đó là cái bộ đầu giải mã là thương hiệu Epic Audio, mã là DAX X3. Vâng, thì đây là một cái mà bên em đã ngày nào bên em cũng bỏ ra để test tất cả các sản phẩm. Và một cái vẫn ở trong hộp đây. Thì đây là bộ đầu giải mã Epic Audio, mã là DAX X3. Vâng, thời đại công nghệ số chúng ta lấy tín hiệu nhạc từ trên YouTube, từ trên điện thoại, từ nói chung đầu VCD thì bây giờ hầu như cũng không còn rồi ạ. Đa số là bây giờ nhà nào có internet, và thời đại công nghệ số, thời đại nghe nhạc 4.0, thời đại của nhạc kỹ thuật số. Vâng, đa số chúng ta lấy YouTube mà không có cái bộ đầu giải mã để giải mã những cái nhạc nó chưa được chuẩn từ YouTube xuống thì chúng ta phải can thiệp. Vâng, để một bộ dàn karaoke mà nghe được cái chất âm hay và sạch thì chúng ta phải nhờ đến những cái bộ giải mã như thế này. Đây ạ. Đây, Epic Audio. Vâng, mã là đây ạ, mã là DAX 3 đây ạ. Vâng, cái này thì có một dòng nữa là dòng X6 và dòng X3. Thì X6 nó hơi to và bên em cũng có video giới thiệu chi tiết rồi ạ. Vâng, còn cái X3 thì nó hơi nhỏ. Nhưng về tính năng thì nó giống nhau, cái này chỉ là rẻ hơn thôi. Tính năng xử lý âm nhạc thì cực kỳ là hot. Vâng, thì em sẽ lấy ở trong hộp này ra em giới thiệu chi tiết cận cảnh những cái phím, những cái công tắc, những cái tác dụng. Vâng, em cũng để sẵn một cái ở đây, thì em sẽ làm một thí nghiệm nhỏ cho các bác trải nghiệm sự khác biệt giữa có nhạc có cái đầu giải mã và nhạc không có đầu giải mã. Vâng, thì đây là cận cảnh phía bên trong cái hộp đầu giải mã Epic Audio, mã là DAX 3. Vâng, thì đi kèm nó là một cái sợi dây cáp USB có thể kết nối từ đằng sau TV hoặc là từ máy tính. Đấy ạ, đây là cái cổng USB chúng ta có thể kết nối. Vâng, và đi kèm nó là cái dây nguồn và cục nguồn đấy ạ. Vâng, là những cái đi kèm. Và đi kèm những cái sổ sách đấy ạ. Sổ sách của cái bộ đầu giải mã DAX X3 và DAX X6 và DAX X3 đấy ạ. Vâng, sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, đây là hàng mới bên em. Hàng này bảo hành 1 năm ạ. Vâng, điều đặc biệt thì vẫn còn nguyên ở trong cái túi xốp đấy ạ. Còn nguyên. Đây là cận cảnh và bên trong cái hộp xốp rất là dày, có thể vận chuyển đi xa thoải mái. Và cái này đi xa cũng vô tư đi ạ. Vâng, vì nó rất là nhỏ và nhẹ. Vâng, thì em sẽ bỏ ra và bên em giới thiệu chi tiết bên trong. Vâng, sau khi bên em đã bỏ cái túi xốp này ra thì đây là mặt trước đấy ạ. Vâng, mặt trước của cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DAX 3. Vâng, thì đây nó có, đây em giới thiệu đằng sau đi, tín hiệu vào đi ạ. Vâng, đầu tiên nó là cái cổng nguồn đấy ạ, cổng nguồn 12V có cục nguồn đi kèm đây, và ba cái tín hiệu vào, ba tín hiệu vào. Vâng, đầu tiên là kể đến là cái cổng USB in này là tín hiệu vào đấy ạ. Vâng, chúng ta có thể lấy từ máy tính, lấy từ đằng sau TV công nghệ mới. Đấy, có cổng USB. Và đặc biệt đây là có cổng quang nữa. Đây, có thể lấy tín hiệu từ cổng quang sau TV ra đều ok ạ. Vâng, đặc biệt đây là có một cái cổng jack 3.5 hai đầu mà chúng ta có thể kết nối với TV hoặc là từ điện thoại thì chúng ta sẽ đưa vào đây. Đây cái jack 3.5 mà nó lại có hai đầu ạ. Một đầu cắm vào đây và một đầu cắm vào TV. Thì hôm nay bên em sẽ lấy ví dụ, đó là em cắm bằng cái cổng USB.
cổng USB từ máy tính ra. Đấy, đấy là cái mặt sau tín hiệu đầu vào. Vâng, cái mặt trước đây ạ. Vâng, mặt trước thì là gồm cái volume đấy ạ. Đây chúng ta có thể đeo tai phone nhé. Cái này hỗ trợ đeo tai phone. Jack 3.5 và cái volume của tai phone đấy ạ. Vâng, volume cái này thì không liên quan đến tín hiệu chúng ta lấy từ máy tính ra đâu ạ. Vâng, và đây là hai cái cổng AV để chúng ta lấy tín hiệu ra và đưa vào vang số, vang cơ lai số hay là vào âm ly. Đấy, thì là đây tín hiệu ra bằng cái jack AV hai đầu. Đây là cận cảnh mà cái đầu giải mã X3 đem lại. Và cái tác dụng của cái đầu giải mã này đem lại đó là xử lý toàn bộ tín hiệu có chất lượng kém từ trên YouTube hay là từ ở thiết bị nào đó mà chưa được tốt, thì cái đầu giải mã này sẽ lọc sạch âm và hỗ trợ cái tiếng được đưa ra triệt để nhất, không hề có tí tạp âm nào. Đó là cái đầu giải mã đem lại. Nói chung là cái chất lượng âm nhạc được nâng lên tốt nhất và cao nhất khi mà đi qua đầu giải mã. Đây là cái mà đầu giải mã này đem đến cho chúng ta một cái trải nghiệm rất mới về cái nhạc công nghệ số thời đại 4.0. Và sau đây em sẽ làm một thí nghiệm để cho các bác cùng nghe nhé, cùng đánh giá. Và các bác muốn sở hữu thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio. Bên em sẽ ship toàn quốc, giao hàng, nhận hàng, thanh toán. Vâng, thì em cũng nói sơ qua về một cái thí nghiệm để so sánh. Vâng, thì đó là em để hai cái máy tính. Em để hai máy tính, một máy tính là không đi qua cái cổng giải mã, cái đầu giải mã Epic Audio DAC 3. Và một cái máy tính em để tín hiệu đi qua cái đầu giải mã FX Audio DAC3 X3. Vâng, thì em sẽ đấu vào hai cái đầu tín hiệu của cái vang ZAKM5X. Đấy, em sẽ đấu đúng tín hiệu và để đúng chế độ. Và em chỉ việc chuyển cổng thì các bác sẽ so sánh được. Đấy. Thì là cái đầu giải mã em cho đi vào cái cổng AUX1. Là cái đầu không có giải mã em cho vào cổng AUX2 thì các bác so sánh nhạc nhé. Khi mà có đầu giải mã xem tốt hơn bao nhiêu không thì các bác sẽ đánh giá được. Và sau đây em sẽ bật nhạc lên và các bác cùng so sánh ạ. Vâng, em có so sánh nhỏ nhỏ nhé. Vâng, một bên này là nhạc không có đầu giải mã này. Vâng, nhạc bên này là có đầu giải mã này. Vâng, em đang dùng hai máy tính song song luôn. Và cái đầu giải mã ở AUX1. Đầu giải mã ở AUX1 đấy ạ. Đây tín hiệu là AUX1 đấy ạ. Vâng, cái đầu không có giải mã đây. Em lấy máy tính bên này là không có giải mã này. AUX2. Vâng, thì nhạc bên này nhạc đang ở AUX1 nhá. AUX1 này. Các bác nghe cái chất nhạc trong AUX1 nhá. Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời. Vâng, bây giờ em thử bật AUX2 lên này. Đây là đường tín hiệu không có giải mã nhá. Đấy, đường không có tín hiệu giải mã mà em lấy trực tiếp từ máy tính ra. Đấy, đây là một cái thử là thí nghiệm nho nhỏ để các bác so sánh khi mà có đầu giải mã giải quyết được vấn đề cái chất nhạc sạch hơn, tốt hơn rất là nhiều. Vâng, giờ em lại quay sang bật cái AUX1 là có cái đầu giải mã. Đấy, nó lâng lên rất là nhiều khi mà nó xử lý được tín hiệu sạch và nó lâng tổng giải lên. Đấy, đấy là cái đầu giải mã để hỗ trợ cho cái âm nhạc của cái thế hệ công nghệ mới bây giờ, thế hệ nhạc số, thế hệ nghệ, thế hệ 4.0. Đây là cái để em làm chứng minh cho các bác khi mà có đầu giải mã nó rất là nhỏ nhưng có võ cực kỳ là gớm. Sở hữu nó thì cũng cực kỳ đơn giản thôi ạ. Vâng, chỉ hơn 1 triệu một tí. Và giờ cái dòng này là bên em nhập nhà máy hàng chuẩn nhá các bác nhá. Vâng, em lại bật sang cái nhạc mà không có đầu giải mã đây ạ. Đây ạ, đây là nhạc không có đầu giải mã nhá. Đây là AUX2, em nhắc lại là AUX2 là không có đầu giải mã. AUX1 là có đầu giải mã. Và hai cái chất nhạc khác nhau hoàn toàn. Đây là cái mà em so sánh trực tiếp luôn cho các bác. Nhiều bác cũng còn nghi ngờ
Tấn băn khoăn cái vấn đề, cái đầu giải mã này có giải quyết được vấn đề không? Thì đấy, em hôm nay em đã chứng minh cho các bác thấy nó giải mã, nó giải quyết được vấn đề rất là lớn, đó là xử lý tín hiệu nhạc rất sạch. Khi mà trên YouTube có cái nhạc bị nén rất là cao mà cho cái chất nhạc không được tốt, vì thế chúng ta phải hỗ trợ cái đầu giải mã. Đấy, thì bên em giới thiệu hôm nay chính thức chi tiết, đó là cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DAC-X3. Chờ em cho cái đầu giải mã đi qua này. Đấy, đấy là nhạc đi qua đầu giải mã. Các bác thấy được không ạ? Khác nhau hoàn toàn nhá. Đây, cận cảnh ở đây ạ. Kết nối cũng rất dễ các bác nhá. Các em lấy bằng cổng USB, lấy đằng sau máy tính nhá. Các bạn tín hiệu đi vào AUX1. Vâng, bác nào muốn sở hữu cái đầu giải mã này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhá. Bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục ạ. Vâng, hiện nay có rất nhiều bác comment đêm, vì thế em không thể gọi được, thì sáng hôm sau 8 giờ sáng mới được xe bắt đầu làm việc và gọi điện lại tư vấn cho các bác. Vâng, hôm nay em giới thiệu cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DAC-3. Vâng, hiện tại bây giờ em đã so sánh cho các bác rõ rồi ạ. Vâng, bây giờ em sẽ dừng video và tất cả chúc tất cả các bác mọi người đủ quốc sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Tôi xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.